năm trở lại đây, số lượng game thủ của Soha Game đã tăng trưởng một cách chóng mặt. Trong đại gia đình này, không có sự phân biệt về thế hệ, tuổi tác hay tầng lớp xã hội. Mọi người đều là anh em, đều là những game thủ pro. Chính sự đa dạng này đã khiến cộng đồng game thủ Soha Game trở thành một cộng đồng đoàn kết, vui vẻ và tràn đầy nhiệt huyết. Lớn nhất, sôi nổi và đông nhất hiện nay là hai cộng đồng Tình Kiếm và Ai Gà. Tình Kiếm là cộng đồng GMO chăm chỉ offline, chém gió và tổ chức thi đấu nhất Việt Nam hiện nay. Trong đó, độc đáo nhất vẫn là hình thức offline giữa các bang hội, không bang nào giống bang nào, muôn màu muôn vẻ. Hơn thế nữa, Tình Kiếm còn hội tụ đủ game thủ Việt trên khắp thế giới. Sự đoàn kết gắn bó này đã được khẳng định bởi chính những game thủ trong đại gia đình Tình Kiếm. Cư dân GMO có một câu truyền miệng vô cùng nổi tiếng, trai Tình Kiếm gái Ai Gà. Nói đến Ai Gà là nói đến một dàn hot girl gái xinh là game thủ trong game. Ngọc Ly, top 3 server gà con, được biết đến là một tay bắn cự phách, xinh xắn và vô cùng dễ thương. Em chơi Ai Gà là do bạn lớp, cùng lớp em giới thiệu ạ. Cả lớp em lập một bang nhỏ chơi riêng. Và sau dần dần thì em sát nhập vào những bang lớn hơn ở trong server. Bạn em ở trong Ai Gà cũng nhiều. Và đa số là bọn em cũng tụ tập cà phê ăn uống ở bên ngoài thường xuyên. Bang em cũng hay tổ chức ọc được khoảng 3 lần. Em nạp chắc khoảng 30 triệu ạ. Em nói thật là game này cũng rất là hấp dẫn ạ. Khi mà chơi game thì nó ham mà muốn đua top. Cái lúc đấy thì nạp không suy nghĩ gì đâu ạ. Thôi thì nghĩ là hơi bớt ăn bớt mặc tí để cao đứng top ạ. Em cũng muốn nói nhà phát hành là điều chỉnh cho ép đồ từ bớt phun trưởng đi. Em ép phun nhiều quá. Không ít các gamer là nam đua nhau vào Ai Gà để tìm gấu chống FA. Ai Gà cũng có vẻ là bà muốn mát tay khi đã xe duyên cho biết bao nhiêu đôi trai tài gái sắc. Từ đó, Ai Gà lại được biết đến là cộng đồng có nhiều cặp đôi dễ thương nhất làng GMO. Đáng ngạc nhiên, Ai Gà không chỉ thu hút giới trẻ, mà thậm chí những game thủ 7X, 8X đời đầu cũng bị hấp dẫn bởi tựa game bắn súng canh tọa độ vui nhộn này. Chơi cái này thì thực sự ra là thời gian thứ nhất là cũng rảnh. Cái này là giải trí để cho mình vào mình là chẳng hạn cái công việc ngoài đời thì là nó buồn bực thì vào game mình cảm giác cho nó nhẹ nhàng và thoải mái đi. Nói chung là game giải trí tốt mà, vì cái này không phải là mất nhiều thời gian như các game kia. Nếu các game kia mà nếu như mà anh chơi ở cây vi tính thì anh phải cắm nhiều hơi cao, phải 20 hơi cao thì để cây tốt, chứ còn cái này thì thôi cứ phải tự chỉnh chứ không có auto. Server này thì có nhiều người Hà Nội thì anh em đi cứ giao lưu suốt, đi chơi gọi điện sáng ra uống cà phê thế thôi. Mình chơi ở cao này cũng từ tháng 3 tháng 4 rồi đấy, từ tháng 4 thì thời gian thì cũng chỉ lúc rảnh rỗi thôi, bởi vì đây nhiều việc, vẫn còn đang đi học. Thì một ngày cũng chơi tầm khoảng 4-5 tiếng. Tiền thì cũng không nhớ đâu, nhưng mà chắc cũng trên dưới 10 triệu rồi đấy. Vì chơi Gà này game nó tiện, mà chơi ở trên iPad, iPhone thì mình có thể di chuyển, mình vẫn chơi được. Chứ nó không phải gò bó như game PC. Đấy, game PC ngày trước chơi thì cứ phải ngồi cả ngày một chỗ, nó rất bất tiện, làm việc gì khó. Đây vừa có thể làm việc nhà mà vẫn có thể chơi được. Đấy thì mình cảm giác game nó tiện hơn. Ngày trước thì khi chưa gục server thì cái server mình thì mỗi người một nơi giải rác thì nó cũng khó gặp. Nhưng mà từ ngày gục server thì cũng nhiều anh em Hà Nội cũng thỉnh thoảng gặp gỡ nhau. Mình mong muốn gửi đến nhà phát hành là cho anh em lên đồ nó dễ một tí. Chứ không nhiều món 13, 14 full quá rồi. Hai bố con chơi thì thường xuyên, có nghĩa là cứ khi anh ngủ là con trai anh chơi, khi anh dậy thì con trai cũng ngồi bên cạnh, cứ một mình cháu chơi cứ thoải mái. Kể cả anh cứ xếp máy đây, cứ cháu đi làm phụ hết cho anh, với cả đi trên cho anh thoải mái. Sinh sau đẻ muộn nhưng không vì thế mà cộng đồng Chiến binh Huyền thoại kém nhiệt. Fanpage Chiến binh Huyền thoại luôn rôm rả với những câu chuyện thú vị được các game thủ chia sẻ. Mọi người còn thường xuyên gặp nhau để cà phê, trò chuyện như những người bạn thật sự. Từ một niềm đam mê,
các bạn đã tìm thấy những tiếng nói chung để từ đó có thể thoải mái chia sẻ về nó và về những câu chuyện khác trong cuộc sống. Nhưng tất nhiên, trong những buổi offline như thế này, chủ đề về chiến binh huyền thoại vẫn là chủ đề được thảo luận và bàn tán rôm rả nhất. Mình thường xem trên cái Apple Store để biết những cái game nào tốt để mình cài game này, và sau đó thì mình tìm trên thông tin trên Google nữa thì biết là game này lại do một studio người Việt là do game phát hành, là mình ủng hộ một cái sản phẩm của người Việt. Mình tham gia game này thì sau khi game ra mắt khoảng 2 ngày thì hiện tại là game của mình đang có 3 tướng tím. Mình thấy game này rất là hay vì đua top thú vị. Thì game này thì nó cũng khá là đơn giản và phù hợp với những bạn nào mà cảm thấy là thiếu thời gian và muốn giải trí nhẹ nhàng. Game này thì mình cũng nạp ít thôi, khoảng hơn 1 triệu gì đấy thôi. Thì game này tính năng của nó không bắt người chơi phải nạp nhiều. Mình cảm thấy là cái đấy cũng là một cái điểm thú vị. Thật ra game này có đồ họa khá cute. Mình là con gái, mình rất thích những cái game cute như thế. Và thứ hai là nó không tốn thời gian. Ngoài ra thì bởi vì mình là con gái, mình cũng rất ngại việc chi trả trong game hay là gì đó, thì mà game này thì cũng không tốn tiền, không hút máu như các game khác. Ngoài ra thì cộng đồng game thủ của game này rất là vui tính và hài hước. Bên cạnh đó, các GMO khác như Vườn Yêu, Khoái Mã, Thủy Hử 3D, Đế Chế Soha, Tam Quốc Soha, Thân Chiến cũng đang dần dần xây dựng cho mình một cộng đồng lớn mạnh và ấn tượng. Theo tôi nhớ không lầm thì đầu tháng 5 và tháng 6, game Thủy Hử được phát hành trên App Store và bắt đầu từ đấy thì cộng đồng đã được hình thành. Qua buổi off đầu tiên tại cầu Ejumen thì chúng tôi được gặp và giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Và từ đó tình anh em được tìm hiểu nhau hơn và phát triển nhiều hơn. Ngoài việc giao lưu về game thì còn có việc là chúng tôi design áo, làm lịch và sau này hướng đến phải làm phần từ thiện. Theo tôi thì nhà phát hành nên tạo nhiều sân chơi để game thủ có dịp giao lưu và tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dù là cộng đồng nào thì tất cả đều sống chung dưới một mái nhà Soha Game. Game thủ ngày càng tự hào và gắn kết khi không ít những người bạn, những người chiến hữu trong game lại trở thành những người bạn ngoài đời thực, cùng chia sẻ mọi khoảnh khắc buồn vui trong cuộc sống.